Jackie Wong xin kính chào quý vị. Giữa tháng 8 tuần qua, Tổng thống Trump tước quyền tiếp cận an ninh quốc gia của ông John Brennan, cựu quan chức cơ quan an ninh quốc gia và cựu giám đốc tình báo CIA từ 2013 đến 2017, vì ông này chỉ trích Tổng thống. Tổng thống chê ông Brennan là dối trá và bình luận điên rồ và đã hack hệ thống chính trị. Ông Brennan tuyên bố việc Tổng thống Trump tiếp cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki tại Phần Lan hồi tháng 7 là không khác gì phản quốc và cáo buộc Tổng thống Mỹ thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016, cũng như muốn phá vỡ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt John Mueller về việc liên hệ này. Ông Brennan phủ nhận bất cứ sự vi phạm tình báo nào và cho là những lời chỉ trích của ông hoàn toàn dựa trên nền báo chí tự do và cởi mở. Ông Brennan cũng đang cân nhắc coi có nên kiện Tổng thống để ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực xảy ra trong tương lai đối với người khác không được tự do ngôn luận và không muốn Tổng thống đe dọa các đối thủ khác, dám thách thức chỉ trích ông ta hay để ông ta tự do trừng phạt các nhà phê bình. Trong tình đoàn kết với Brennan, Đô đốc William McRaven, lãnh đạo hoạt động giết chết Osama bin Laden của nhóm khủng bố Al-Qaeda, muốn Tổng thống cũng rút quyền an ninh của chính ông vì Tổng thống làm xấu hổ trong mắt con cái chúng ta, làm nhục chúng ta trên sân khấu thế giới và tệ nhất là chia rẽ chúng ta trở thành một quốc gia. Ngược lại, Tổng thống vẫn thách thức các quan chức tình báo và có ý định rút quyền an ninh của các cựu giám đốc FBI như James Comey, các cựu giám đốc CIA như James Clapper và Michael Hayden, cũng như cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice. Vì thế, hơn 10 cựu lãnh đạo cơ quan tình báo như cựu giám đốc CIA Robert Gates, George Tenet, Porter Goss, Leon Panetta và David Patrias cũng lên án quyết định của Tổng thống là thiếu cân nhắc và chưa từng có tiền lệ. Sau đó, 60 cựu quan chức Cục Tình báo Trung ương CIA ký tuyên bố chung phản đối Tổng thống Trump và viết là các nhân viên chính phủ có quyền bày tỏ quan điểm về những gì họ coi là vấn đề an ninh quốc gia quan trọng và không sợ bị trừng phạt. Cử tri thử hỏi tại sao các nhà lập pháp, Quốc hội Hoa Kỳ, nhất là thành viên Đảng Cộng Hòa, có bản lĩnh nào để có ý kiến gì đến vấn nạn này không? Và có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử giữa nửa mùa cho tất cả các dân biểu trong tháng 11 này chăng? Còn cộng đồng người Việt chúng ta thì sao? Luật sư Stephen Nguyễn trả lời cuộc phỏng vấn của ông Hoàng Bách trên diễn đàn thời sự một cách hùng hồn. Tôi là đảng viên Đảng Cộng Hòa mà tôi tuyên bố là tôi bỏ đảng vì những lý do sau đây. Trước hết, Đảng Cộng Hòa có khuynh hướng khác hơn Đảng Cộng Hòa truyền thống đúng theo các giá trị và đường lối của đảng, mà chỉ còn đảng của cá nhân Tổng thống Trump tạo ra nhiều sóng gió. Tổng thống cho giới truyền thông báo chí là kẻ thù. Hai nữa, Tổng thống nói láo 6.000 lần đã được chứng nhận sau 500 ngày nhậm chức. Ba nữa, Tổng thống vi phạm luật lệ quốc gia, trừng phạt những ai chỉ trích cá nhân Tổng thống, mà Tổng thống có quyền miệt thị các đồng minh, nhưng khen tặng Tổng thống Nga Putin, một kẻ lũng đoạn nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ. Bốn nữa, Tổng thống Trump hành xử như là một ông vua độc tài, không tôn trọng tự do ngôn luận, lạm dụng tam quyền tự lập. Năm nữa, chính phủ Trump được mệnh danh là chính phủ tham nhũng và tàn nhẫn, không áp dụng luật di dân thiêng liêng mà trách rời cha mẹ với con cái còn trẻ thơ. Vì thế, tôi, luật sư Stephen Nguyễn, không thể chấp nhận đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng Hòa nữa. Jackie Bong xin kính chào quý vị.